Chào mừng các em đã đến với tiết học chính tả ngày hôm nay. Để giúp các em có một tinh thần sảng khoái trước khi vào tiết học, cô trò mình cùng nhau thư giãn một bài hát. Các em nghe xem trong bài hát này có những hình ảnh dễ thương gì nha. Cô mời các em hát theo và vỗ tay theo nhé. Thế các em thấy trong bài hát có hình ảnh gì đẹp nào? À, đó là hình ảnh những chú ong nhỏ bé nhưng rất là chăm chỉ siêng năng. Mỗi ngày các bạn ấy dậy từ rất sớm để bay đi kiếm mật, đem lại những hũ mật ngon cho chúng ta đúng không nào? Các em nhớ noi gương theo bạn ong nha. Ở trường cô mong các em hãy luôn chăm chỉ siêng năng học tập. Với môn học này, các em cần chăm chỉ luyện viết để chữ viết của mình ngày càng đẹp hơn các em nha. Còn ở nhà thì mình chăm làm việc nhà phụ giúp ba mẹ. Các em hãy luôn là con ngoan, trò giỏi của ba mẹ và thầy cô nhé. Bây giờ các em hãy theo dõi bài học ngày hôm nay nào. Hôm nay mình sẽ học chính tả bài câu đố. Nghe tên bài có vẻ thích rồi nhỉ? Thế câu đố nó như thế nào? Cô mời các em mở sách giáo khoa trang số 69, lắng nghe cô đọc và đọc thầm theo nhé. Câu đố: con gì bé tí chăm chỉ suốt ngày bay khắp vườn cây tìm hoa gây mệt? Thế sau khi nghe cô đọc xong, các em đã đoán được đây là con gì chưa nè? Hoàn toàn chính xác rồi đó các em. Câu đố nói về con ong. Rất là dễ thương đúng không nào? Bây giờ các em hãy đọc thầm câu đố này 2 lần và tìm xem trong câu đố này các em thấy tiếng nào mình dễ viết sai. Các em lấy bút chì và thước kẻ gạch dưới tiếng đó cho cô nha. Cô mời các em làm bài. Cô cũng đồng ý với các em, trong câu đố này cô thấy có các từ dễ viết sai như từ chăm chỉ, từ suốt ngày, từ vườn cây, từ gây mật. Khi viết các từ này, các em cần chú ý cho cô như sau. Với từ chăm chỉ, các em chú ý cho cô âm chờ. Với từ suốt ngày, các em chú ý cho cô vần uốt. Mình sẽ viết âm tờ cuối cùng nha. Và vần ai. Với từ vườn cây, các em chú ý cho cô vần ươn và vần ơi. Từ gây mật, các em chú ý cho cô vần ơi và vần ít. Bây giờ cô mời các em đọc lại nào. Chăm chỉ suốt ngày vườn cây gây mật. Bây giờ cô mời các em hãy luyện viết cái từ khó này vào vở nháp hoặc bảng con của mình nhé. Thời gian bắt đầu.
Nào, các em đã viết xong chưa? Bây giờ các em hãy lắng nghe cô đọc lại câu đố này một lần nữa nha. Câu đố: con gì bé tí chăm chỉ suốt ngày, bay khắp vườn cây tìm hoa gây mệt? Trước khi tập chép bài này thì các em nhớ chú ý tư thế ngồi học của mình nha. Lưng phải thẳng, đầu hơi cúi, mắt cách vở khoảng 25-30cm. Tay trái mình giữ vở, tay phải mình cầm bút cho đúng nha. Và các em nhớ là mình phải ngồi học nơi đủ ánh sáng nha các em. Bây giờ mình chuyển sang tập chép nào. Cũng giống như cách trình bày bài thơ tặng cháu mà cô đã dạy, bài này cũng vậy, các em viết tựa bài vào giữa trang tập. Đây là bài thơ nên mỗi câu thơ các em sẽ viết mỗi dòng, và mỗi câu thơ các em sẽ lùi vào 4 ô nha. Khi viết, các em cần chú ý độ cao, độ rộng của con chữ và khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng là một con chữ O nha. Khi viết hết bài thơ, các em nhớ viết dấu chấm hỏi vì đây là câu đố nhé. Và các em sẽ đồ lại chữ hoa cô đã viết sẵn cho các em nha. Để các em viết được tốt hơn, bây giờ cô mời các em qua bài tập vận dụng nào. Cô mời các em đọc yêu cầu bài. Điền chữ tr hay chờ. Cô mời các em quan sát tranh thứ nhất. Đúng rồi, tranh vẽ hai bạn đang thi chạy với nhau đúng không nào? Quan sát tranh thứ hai xem tranh vẽ gì. À, tranh vẽ hai bạn đang chơi đá bóng và có vẻ đang tranh bóng rất là gay cấn đúng không các em? Môn chạy bộ và môn đá bóng là hai môn thể thao rất có ích cho sức khỏe của mình. Các em nhớ rèn luyện thường xuyên để có một cơ thể khỏe mạnh nha. Bây giờ cô có hai từ phù hợp với hai bức tranh trên. Các em hãy điền giúp cô chữ tr hay chờ nào. Để xem cô điền có giống các em không nha. Thi chạy cô điền chữ chờ, tranh bóng cô điền chữ tr. Cô mời các em đọc lại. Thi chạy tranh bóng. Các em chú ý khi mình điền các chữ này thì mình nhớ phát âm cho đúng nha. Khi đọc từ tranh bóng các em nhớ là mình phải cong lưỡi lên nha. Nghe cô đọc lại nào. Tranh bóng. Bây giờ cô mời các em qua bài tập 2B. Cô mời các em đọc yêu cầu bài. Điền chữ V, G hay G? Cô có bức tranh thứ nhất, cô mời các em quan sát. Đúng rồi, tranh vẽ vỏ trứng gà. Tranh thứ hai. À, tranh vẽ một giỏ cá. Giỏ cá được làm bằng tre nha các em. Tranh cuối cùng. À, tranh vẽ một chiếc cặp da màu đen rất là đẹp. Cô có các từ phù hợp với tranh, cô mời các em điền vào chỗ chấm nào. Vỏ trứng cô điền chữ V. Giỏ cá cô điền chữ G. Cặp da cô điền chữ G. Bạn nào điền được giống cô giơ tay cô xem nào. À, cô khen các bạn giỏi nha. Để điền được các từ này thì cô chắc chắn là các bạn phải phát âm đúng mình mới điền được đúng không nào. Các em nhớ là mình phải phân biệt được chữ V, G và chữ G để mình điền cho đúng nha. Bây giờ các em hãy hoàn thành phiếu bài tập này gồm có 3 bài. Bài 1 là mình sẽ tập chép lại câu đố nãy giờ như cô hướng dẫn. Các em lưu ý khi viết mình chú ý độ cao, độ rộng, khoảng cách giữa các chữ để mình viết chữ được đẹp hơn nha.
Cô mong là bài tập này các em sẽ viết chữ nắng nó đẹp hơn các bài tập trước được không nè. Bài tập thứ 2 là mình điền chữ trờ hoặc chờ. Bài tập 3 là mình điền chữ vờ, giờ hoặc si. Các em chú ý cách phát âm khi làm hai bài tập này nha. Tiết học của cô trò mình đến đây là hết rồi. Cô thương chúc các em luôn học giỏi, chăm ngoan nhé. Chào tạm biệt các em.